À, chúc quý vị an lạc quý vị ơi. À, nhân Đức nghe nói chắc khoảng tuần sau là đa phần các cháu nghỉ hè ha. Nên hình như bây giờ mà cũng có một số cháu vô trước rồi ta. Nên các con năm nay vô đây học hè, bé nào vô học cũng được giống như ghi cái bữa vô bữa về, nghe không? Ai mà ở hơn nửa tháng mà ngoan đàng hoàng, nghe không? Tôi có quà tôi tặng. Nên còn ai mà ở mà không ngoan á thì tôi bắt nằm xuống đánh đòn hai cây đi gì. Nên không, mình ngoan thì đặc biệt thôi. Không mà các con nghĩ mình con nít mà mình biết thưa hỏi đồ, biết nghe lời đồ, người ta thương lắm nghe. Ta cho ăn cỡ nào ta cũng không tiếc. Nên tất cả các bé nhỏ đến chùa mình, cái chỗ mà các con mà được học đặc biệt nhất là biết thưa hỏi á, thêm cái là gần gũi, biết không? Những đứa đó thiệt chứ, cái lối sống mà mình gần gũi nó hay lắm. À, dù mình có tiếng tâm gì mà mình sống gần gũi đi là người ta thương mình à. Mà cái người gần gũi á, nói chuyện nó cũng thấy được sự quý mến nhiều hơn. Mà mình không có e dè. Nên từ khi còn nhỏ mình tập gần gũi con người, mình dạn dịnh thì mình không có e dè. Còn nếu như mà còn nhỏ không biết chào hỏi là nó xa cách con người. Và khi nó xa cách con người rồi các con không có được thương yêu đâu. Nên cái căn bản này quan trọng lắm. Nên nít gặp người mà vô chùa thì biết chắp tay A Di Đà Phật, còn ở ngoài thì biết phanh tay cúi đầu chào cô, chào chú, chào bác gì, chào anh, chào chị gì, đúng không? Vậy đó mà người ta thấy mình ta thương nha, thấy mình ta thương đó. Nên các con tập nè, trong cái dịp hè được có cơ hội vô chùa, các con thí nghiệm thử coi cái khả năng giao tiếp các con làm sao. Nghĩa là các bạn như nữ ở đây thì cũng đâu phải một chỗ này đâu, mà khắp nơi nơi về đây. Có khi số lượng các bạn cũng có khi hơn 200 hoặc 150 ví dụ. Thì các con coi coi cái khả năng giao tiếp các con làm sao. Đó. Lúc đó coi ví dụ như trong một tuần lễ đi. Thí dụ như giờ những đức nêu ra một số bạn, các bạn ở đây các bạn thích bạn này được mấy người, thích bạn này được mấy người, thử coi cái khả năng giao tiếp các con thì sao, các con giao lưu với bạn bè làm sao mà được bạn bè thương các con. Thì cái khả năng sống mà được nhiều người thương, nhiều người gần gũi mình là đó là cái khả năng thành đạt. À, bây giờ như Đức nói với con là cái quan trọng là khi các con sống với người ta mà người ta thương. Cái này mới là cái quan trọng. Thì khi mình sống với con người mình được thương là vì người ta hiểu mình, người ta thương mình đó. Vậy thì sau này các con sống mà lớn lên mà có con có gia đình là được chồng thương. Vì khả năng sống đó của các con đặc biệt, người ta thương. Còn nếu như bây giờ các con để ý nghe, một cái bạn nào mà đi vô chùa mình ở á, mà nếu mà bây giờ bạn nào cũng không thương các con nha, các con đừng có buồn. Mà các con nên xem lại mình, tại sao mình sống mà không ai thương mình. Là chắc chắn cái lối sống mình có vấn đề đó các con ơi. Nên nó không được ai thương mình chân á. Mà đã là không được ai thương mình chân thì mình thất bại vì sao là chắc chắn rồi. Bây giờ các con có học vị, các con có điều kiện, các con có tiền. Các con để được cha mẹ để ra sự nghiệp, công ty xí nghiệp cho các con. Nhưng các con sẽ phá sạch hết, tại vì không ai thích các con. Mà đó là đã là không ai thích thì không ai ủng hộ, không ai ủng hộ mình chứ làm sao mình thành đạt đấy. Nên cái này là cái rất là quan trọng đó.
Đó, nên những Đức nói những điều này rất là căn bản luôn á. Bây giờ các con thử vô đây đi, ở trong vòng nửa tháng, tháng gì đó, các con coi cái cách giao tiếp sống của các con sao. Rồi đối với chị em, các con có thương không? Mình kết giao với bạn bè bốn phương, mình có thương người ta không? Mình có giúp đỡ không? Rồi tính tình mình có tham lam không? Con cấp quần, cấp áo gì của các bạn không? Đó, đó, đó. Mình điều chỉnh lại, mình sửa lại hết. Có một đứa bé này, rồi có bà ở đây. Mẹ thì có chồng nước ngoài, Việt Kiều. Tương lai cũng hai đứa con đi ra nước ngoài luôn, được rước ở ngoài đó hết. Cháu ở nhà bấm điện thoại nhiều lắm, ghiền điện thoại lắm. Cháu buồn hiu à, cháu vô chùa cháu buồn hiu à, cháu buồn lắm luôn. Rồi cháu thì hình như là bên đạo Chúa, nhưng mà cháu vô đây cháu nói ồ con bên Chúa mà sao con lễ Phật được. Những Đức nói là con lễ Phật để con hiếu với cha mẹ con, việc này không có sai. Con lễ Chúa để con hiếu với cha mẹ con lễ Phật để hiếu với cha mẹ con, việc này không có sai, con nhớ kỹ nghe. Thì khi các cháu thông cái tâm rồi đó quý vị, thì tự nhiên cháu ở trong chuồng thời gian nghe, tính ra cháu sinh thì ở nửa tháng, nhưng cuối cùng cháu ở được một tháng. Và cháu ở một tháng xong nghe quý vị, cháu hoàn toàn có sự thay đổi cực kỳ lớn luôn. Nghĩa là cháu có sự thay đổi rất lớn quý vị, thay đổi lớn lắm. Rồi quý vị biết rằng là mẹ mới đây nè vô, và mẹ của cháu nói rằng là thầy ơi, mùa hè này xin cho cháu này vô đây tiếp tục trong dịp hè, và xin cho thêm một thằng con trai, là nói là con trai của con á thầy, nó lì lắm, nó bấm game tối ngày, giờ thầy coi nó ấm nhơ ấm nhách à, nó dẹp lép à, ấm nhơ mà đó. Những Đức nói cháu nó chịu ở trong chùa thì cho nó qua bên kia, nam bên kia nữ bên đây, cho các cháu ở trong chùa, được cái thầy hướng dẫn dạy các cháu. Thì vị biết rằng là ở nhà của mình mà vị coi một hai đứa con mà vị thấy vị lo còn cực, mà bây giờ quý thầy mà gánh mấy thằng trai mà trăm mấy hai trăm thằng cũng không đơn giản đâu quý vị ơi. Cũng phải công phu lắm á, công phu lắm á mới lo được á. Mà quý vị biết rằng á, con trai thì nó hơi lanh hơn mấy nhỏ gái một chút đó, lanh là nghĩa là chạy nhảy hơn á đó. Nên từ nơi đó mà mấy thầy mà gánh mà trăm mấy hai trăm thằng trai cũng không đơn giản. Còn quý vị ở nhà mà hai đứa con gái thôi quý vị chăm cũng không đơn giản đúng không? Khi cô chuyển con đứa con gái này thôi mà cô cũng lo cho nó đi học đi xa, thấy không? Nên từ nơi đó mà vô đây mà nếu mà khoảng 200 đứa con gái bị nghỉ cũng không đơn giản. Mà quý vị biết con gái thì nó ăn hàng, nó ăn đồ, ăn bánh, ăn dụng, ăn dằn, nó ăn dữ lắm quý vị ơi. Gái ăn lắm. Nên những Đức hiểu điều này, nên những Đức mới để con gái ở đây đó. Nó giờ vô đây mà không cho nó ăn uống nghe là nó không chịu ở đó. Nó tối cũng phải cho ăn, sáng phải cho ăn, rồi nấu này nấu kia cho ăn, rồi mua bánh đồ để dành cho ăn, mua mì cho ăn. Nó ăn á, rồi xong á tuần lễ lên ký, tuần lễ sáng sủa mập mạp lên ký đó. Quý vị coi mà thấy các cháu vô chùa được lợi ích,
Mà các con mà ngưng bấm điện thoại thời gian thì các con sẽ thấy lợi ích lắm. Không có buồn đâu. Bây giờ là lúc mà mình đang được cơ hội nè, trải nghiệm cái việc giao lưu với bạn bè, kết giao bạn bè, cái lối sống của con sao à. Rồi các con lại phát huy thêm cái chỗ các con gần một số các bạn mà không được ngoan, các con có bị nhiễm không à, đó, 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 các con thử đi. Đó, có nghĩa là rồi các con sống với bạn nữ, có nhiều bạn cũng ở dơ. Thử coi các con có học được là học được cái gì? Mình có ở dơ theo không? Không, các con coi nè, trong số lượng các bạn nữ đông sẽ có những bạn ở dơ đó. Thì các con kia thấy bạn nào ở dơ á, thì các bạn nói ô ở dơ mình thấy gớm quá, thôi mình không có ở dơ đâu. Thì con học được rồi, vì nhờ có người ở dơ mà mới cảnh tỉnh mình đừng ở dơ. Cái này là cái rất là quan trọng nghe. Nên á, trong cái thời điểm này nè, các con sẽ thấy nó lý thú cái chuyện nghỉ hè. Mà mình đi vô chùa cái này mới nhận thức được là lý thú. Lý thú gì? Coi bản thân mình được sự trải nghiệm giữa con người đến với con người, mình sẽ có khả năng sống làm sao. Các con thí nghiệm thử đi. Đó, coi coi sao. Rồi á, khi học hè xong á, những đứa coi cái hạnh kiểm các con coi làm sao trong cái thời gian ở đây nè. Rồi những đứa sẽ tặng quà và nêu lên bạn này ngoan, dễ thương. Còn bạn này bị đánh hai cây đuổi gì. Thấy chưa? Họ tùy các con nghe. Bây giờ cái này mới là cái đưa lên cái kế hoạch cho mùa hè năm nay lý thú. Gọi là không phải là vô đây mà là bị buồn hay bị nặng nề, mà là coi coi cái khả năng sinh hoạt sống của mình sao, khả năng giao tiếp mình sao, rồi cái lối sống của mình chấp hành quy củ thì sao. Không, các con mình còn trẻ, cái khả năng mà sống mà mình có một cái góc độ mà gọi là thích được, mà gọi là trải nghiệm. Trải nghiệm mà đây là trải nghiệm trong cuộc sống, xác thực lắm đó nghe. Thì cái này các con tuổi trẻ mới thấy hứng thú. Hứng thú thiệt chứ. Tại vì thầy đưa lên thời gian là hơn nửa tháng. Mà trong hơn nửa tháng này các con phải đạt là sáng thức dậy đi tu nè, rồi bằng ngày công quả nè, chiều tu nè, tối tu nè, các con phải đạt. Khi đạt thời gian trong hơn nửa tháng này, nhà Đức sẽ có những món quà đặc biệt tặng cho các con. Đó, món quà mà còn có bao lì xì. Không có giỡn đâu nghe. Đó. Năm nay là tôi đầu tư dữ lắm đó nghe. Thôi kệ đi, thương các cháu. Rồi trong thời gian mà ở đây tôi sẽ xuống bếp tôi nấu ăn nè. Tôi nấu những món hoành tráng cho ăn. Ăn chay mà chùa mình là ăn ngon đó quý vị. Không, quý vị biết rằng là những đức là suy nghĩ những món nấu đồ ăn toàn là đa phần là những món những đức nấu ngon á. Và những đức biết kết hợp món đồ ăn nấu cho vị ăn, ăn rất là ngon á. Dễ ăn đâu. Bây giờ quý vị coi những đức mới học thêm vài món đồ ăn nữa thấy chưa. Giống như món cá chay mà kho nghệ này cũng ngon nè. Rồi đồ chay miếng mà chiên với nước mắm gừng. À, nghe hấp dẫn chưa? À, rồi đồ chay mà những đứa kho với tương hộp với bún. Đó, thấy chưa? Toàn là những món đặc biệt không? Đồ chay mà ăn còn ngon hơn đồ mặn luôn, nên nó chuyện dẫn chưa? À, hồi sáng mà những đứa kho cái món cá chay kho nghệ, vì thấy ăn hấp dẫn chưa? Đó, nên cái món này tôi mới học có nghe. À, nên từ nơi đó mà ai mà làm thầy dạy tôi cũng có phước á, vì tôi học nhanh, dạy qua một lần là tôi học được rồi. Chỉ cần nấu qua cho tôi thấy một lần thôi, tôi sẽ nấu theo được. Nó dù không ngon bằng nhưng mà lọ mọ là tôi sẽ làm ra đó. Tại vì khẩu vị mình niêm chuẩn đó quý vị. Nên các con vô đây các con để ý nè, những đứa làm rất nhiều việc, thì giờ các con cũng tập khả năng mình phát huy giỏi đi. Thì trong dịp đi học thì các con học ở trường học, bây giờ các con vô đây được tu học, thấy không? Mà cái này hay lắm nè, những đứa đưa lên kế hoạch cho các con thấy hứng thú nè, hấp dẫn nè.
Hấp dẫn ngay chỗ gì? Là cái thời gian các con vô đây nghỉ hè, các con tu tập, các con hồi hướng công đức, cầu an cho cha mẹ con, cầu an cho ông bà của con. Quá hấp dẫn không? Đó. Mà cái tâm các con đã như vậy rồi thì cái phước duyên các con trong mùa hè nó hội tụ rất đầy. Mà cái phước duyên nó hội tụ đầy thì bước vào năm học mới các con sẽ học đạt đến điểm cao. Đó. Hay là vậy đó. Rồi thêm nữa nè, các bạn nhỏ nhỏ gì mà ở nhà mà chưa biết giặt đồ nghe, chưa biết tự cá nhân nghe, là vô đây sẽ rèn luyện các con. Trong vòng một tuần lễ sau, các con sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn và thấy mình sẽ thể làm được những việc mà người lớn làm. Các con tự lo cho cá nhân các con được nè. Rồi các con tự xem lại móng tay móng chân có cắt ngắn chưa. Nhà chùa sẽ mua đồ cắt móng tay móng chân, tự các con phải cắt móng tay móng chân cho các con. Nó, rồi tự mình cắt móng tay móng chân xong dũa móng tay móng chân cho sạch sẽ. Tự phải tập để về nhà, đây là việc cá nhân của mình phải tự làm. Tự làm luôn nghe. Đó. Mà các con vô cái trường học này có đóng tiền không? Không có đóng tiền một cắt bạc nào hết luôn. Thấy không? Mà nếu bạn nào thiếu đồ bạn giống như trong chùa, những đức mua cho các con bạn luôn. À. Có thôi, không có đầu tư, tôi mua cho bạn luôn ha. À. Thế các con thấy là ít có bao giờ có cái lớp học nào mà một cái lớp học gia đình đặc biệt gì đâu. Nên những đức nghĩ rằng là khi mình còn nhỏ mình không được như các con. Cứ nghĩ như vậy đó. Và cái xã hội bây giờ phát triển gì thì các con mà đi vô chùa thì những đức nghĩ các con cũng là một cái nhân viên đặc biệt, các con mới vô chùa. Nha. Nên á, những đức cũng hết lòng, những đức sắp xếp giúp đỡ cho các con bằng cả tấm lòng của chính mình. Mong rằng sau này các con khi lớn lên á, những đức không phải kêu các con nhớ tới những đức, mà những đức mong các con hãy nghĩ năm xưa mình còn trẻ, cũng có một ông thầy, dù ổng không có học gì nhiều nhưng ổng cũng có cái tấm lòng gầy dựng cho mình từ khi còn nhỏ. Thấy không? Nghĩ cái điều đó để sau này các con lấy cái đó làm cái hành trang sống cho cuộc đời các con. Những gì những đức hướng dẫn các con là những gì những đức đã từng trải nghiệm. Nó không phải chỉ có sách vở bên ngoài, mà đó là sự trải nghiệm xác thực trong cuộc sống. Thì mong các con á, nghe gì để các con có một cái khả năng phát huy, và thêm nữa là một cái phát động chương trình cái tâm của mình, để bản thân mình gũ các bạn khác. Đưa lên kế hoạch gì nghe thầy nói rồi mình về gũ các bạn. Gũ các bạn đi học chung. Chúng ta thử các bạn. Thầy nói thời gian trong vòng nửa tháng mà, thời gian nửa tháng làm được. Còn được thì tiếp tục chúng ta đăng ký thêm. Đúng không? Nếu mà nửa tháng về đặc biệt thì đó là điều mà chúng ta đã theo quy trình mà nhà chùa đã đưa ra rồi. Còn nếu mà tiếp tục thấy được chúng ta đăng ký thêm. Không quý vị. Như vậy thì các cháu sẽ thấy mình phấn đấu lắm. Tại vì trong vòng nửa tháng các cháu sẽ rất phấn đấu. Còn nếu chúng ta đưa ra cái thời gian không có thời hạn, các cháu sẽ bị giống như là vô đây các cháu buồn, các cháu thấy lâu quá. Còn bây giờ trong vòng nửa tháng các cháu sẽ cố gắng. Nhưng mà nửa tháng này mà các cháu cố gắng được đó nghe, các cháu còn đạt hơn lề mề 3 tháng. À, cách học tập này hay lắm á. Cách học tập này là giúp cho các con có sự tự tin về các con hơn. Và các con có thể học tập về sự tự tin giao tiếp nữa nè, là dám nói chuyện với con người. Có một đứa bé nhỏ này chậm nói, nhưng đức khuyên gia đình trong mùa hè, gia đình người thân nên một người đi vào chùa và dẫn cháu theo. Và mỗi tuần thứ bảy nên sắp xếp cho cháu vào đây. Một cái cách rất là hay. Một là cháu đi đến chùa nó có một cái đặc biệt gì đó về cái thiện duyên công đức gì đó, bản thân mình vô hình chung mình không nhận thức sâu sắc được, nhưng mà có một cái sự chuyển hóa về mặt tâm linh rất là cao. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai
là các cháu khi đã gần gũi với các bạn cùng trang lứa, các cháu tự nhiên sẽ nói chuyện. Vì có nhiều cháu bị căn bệnh gọi là nghe được mà nói được một cái câu mà không nói. Đây không phải là bị bệnh câm, vì câm là điếc, còn cái này là nghe mà nói chậm chứ không phải là câm. Nên chúng ta phải cần dùng các cháu bằng tuổi và cùng trang lứa để chơi chung. Khi chơi chung vui thì các bạn nhỏ nói chuyện thì bạn này sẽ nói chuyện theo. Từ nơi đó trong vòng thời gian 10 ngày, các cháu khi vui thì cái diện phát âm của các cháu chắc chắn sẽ nhiều thêm. Phát âm sẽ nhiều thêm. Ở các trường thì người ta cũng làm cách gì để cho các cháu nói, nhưng mà nó sẽ chắc chắn quý vị là nó sẽ không bằng là dùng con người. Khi tác động của con người rất là mạnh quý vị, tác động con người rất là mạnh. Và con người rất là hiền, rất là hiền, họ không muốn nói đâu quý vị. Nhưng vì tác động họ về cái cách gì đó, ví dụ quý vị chửi họ, chửi lâu họ chửi lại đó. Vì nói họ, nói lâu họ nói lại đó. Vì cười quá nhiều họ cười theo. Vì ăn quá nhiều họ phải ăn theo. Có nhiều đứa con nghe quý vị, ở nhà nó không chịu ăn, mà vô đây nó rất muốn ăn. Là vì sao? Vì ở nhà khi các cháu không ăn thì cha mẹ sẽ để dành cho các cháu ăn. Nhưng mà vào đây các cháu không ăn, các cháu sẽ nhịn đói. Từ nơi đó mà một buổi đói, bữa sau các cháu sẽ phát huy, ngày mai mình phải ăn. Vì nếu như mình không ăn thì mình sẽ bị đói, không ai để dành đồ ăn cho mình ăn đâu. Nên đó là cái khả năng phát huy của các cháu mà cha mẹ các cháu nên nhìn nhận. Đó. Thương con mình là phải vậy đó. Và cái điều đặc biệt mà nói trước nghe, các bạn không được trách nè. Một là đã vô tới đây rồi, điện thoại, tiền bạc của các con có được nghe, các con tự ở nhà cắt đi. Đừng có bao giờ ở đây mà có một cắt bạc nào mà có điện thoại. Vì sao? Vì nhà chùa sẽ không bao giờ nghe nói đến cái chuyện các con bị mất tiền. Vì nhà chùa đã đưa lên quy trình các con không có tiền. Mà đã là không có tiền lấy gì đâu mất tiền. Thêm nữa là các con không được xài điện thoại. Từ nơi đó mà các con phải giao điện thoại cho cha mẹ các con. Còn nếu như bạn nào lớn đi đến đây mà cầm điện thoại theo, cầm tiền theo, thì vô tới nhà chùa sẽ tự sắp xếp, quản lý hết và cắt cho các con. Đến ngày các con đi về thì nhà chùa sẽ giao lại tài sản cho các con. Được không? Thấy chưa? Thấy là rõ ràng nha. Nên cái chương trình lớp đạo làm con năm nay sẽ có những cái mới mẻ và rút nhiều cái kinh nghiệm của những năm trước để hình thành cái lớp học cho các cháu. Nên chùa mình là gọi là lớp học nhân sinh quý vị ơi. Các con thấy không? Bữa nay những đứa đặt bánh mì cho các con ăn. Bánh mì này là bánh mì đặc biệt nghe. Ai ở trên thành phố muốn ăn bánh mì thì có địa chỉ đó, có số điện thoại đó, điện bánh mì và bao nhiêu cây số vậy đó sẽ giao tặng nơi, thấy không? Thì gọi đây là hình như là gia đình của Dương Ngọc Thái à, ca sĩ Dương Ngọc Thái, nên thấy dùng cũng ngon quý vị. Ăn được thì ủng hộ đó. Ở đây chắc cũng nhiều người thành phố xuống đây phải không? Nên coi tên số điện thoại đó, thích ăn bánh mì thì gọi nghe. Đó, nên quý vị biết rằng là hôm nay mua bánh mì đãi các con ăn bánh mì. Rồi hồi nãy bánh mì cũng còn dư đâu gần 200 ổ. Là những đứa kêu ông thầy Nhuận Ngôn chạy xe qua bên kia cho mấy đứa nhỏ bảo tháp. Những đứa vừa tới đây mà những đứa nghe nói dư trăm mấy chục ổ bánh mì là những đứa nghĩ tới mấy đứa nhỏ bảo tháp. Điện kêu Nhuận Ngôn lại cầm ở bệnh cho mấy đứa nhỏ bên bảo tháp. Thấy không? Quý vị ơi, chúng ta chỉ cần có cái tâm niệm vì người thôi quý vị, là con người mình rất là dễ hoạt bát nghe. Nên những đức mà nói mà có đồ ăn, đồ dư, củ quả dư á, vô tay những đức là thôi mau cấp kỳ.
nhanh lắm. À, nên từ nơi đó mà các cháu năm nay nghỉ hè là tính ra nếu có nhiều cháu mà ở được là tới ngày lễ Viếng Quan Âm luôn á, nghe không giỡn đâu nghe. Bữa nay 18 phải không quý vị? Là đúng còn 2 tháng nữa lễ Viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà các con đủ duyên là các con được dự lễ Viếng Quan Âm Bồ Tát luôn. Quá đặc biệt luôn. Nhưng mà mình có một cái bệnh rất là lạ nghe các con. Mới vô mình ở mình rất là ngoan, nhưng mà còn khoảng 2 ngày nữa mình về tự nhiên mình lại bị lì. Cái này là các con bị thất bại nghe không? Chúng ta phải cho nó cái kết luận nó phải đẹp. Cái bệnh này nghe quý vị, ngày xưa những đức đi làm, những đức thấy nhiều lắm. Khi còn làm là đặc biệt lắm, nhưng mà sắp sửa nghỉ làm lại trở mặt quý vị ơi. Các con không có cái bệnh này nghe chưa? Cái bệnh này là cái bệnh mà các con không có đắc dung thân nè. Vì bữa nay mình nghỉ làm ở đây, nhưng phải để lại một cái tình cảm gì để một ngày nào mình không có chuyện làm, mình quay lại người ta sẽ đón tiếp mình. Sống mà không hiểu kiểu này là thua. Giống như ở nhà được mà khi ra khỏi nhà thì đốt nhà thì thua các con. Không có được vậy đâu, bậy quá. Bây giờ lớn nhỏ gì cũng phải vậy nghe quý vị. Quý vị phải nhớ rằng bây giờ mà những đức mà đi trở về lại tỉnh Thất Quan Âm mà thăm á nghe, cái người chòm sớm người ta gặp như đức ta mừng lắm. Là tại vì ngày xưa những đức sống, khi những đức đi là vui vẻ rất đặc biệt lắm quý vị à, với chòm sớm. Nên những đức mong các cháu nè và người lớn nè, đi làm ở đâu á, khi mình có chỗ làm nào mà thấy được hơn á, mình cũng nói đàng hoàng. Và trong thời gian còn mấy ngày nữa nghỉ làm á, mình phải làm cực lực luôn. Mình phải đem cái công việc của mình làm ra đó, mình chỉ cái người kế tiếp mà thế công việc của mình, mình chỉ tặng đáy lòng luôn. Để làm chi biết không? Cái ân tình đó chủ vẫn thấy. Khi sau này lỡ mình thất thế xa cơ, mình trở lại là chủ sẽ đón tiếp mình nồng hậu. Thấy không? Hồi xưa những đức đi làm á con, những đức thấy chỗ này nhiều lắm này các con. Khi họ nghỉ làm họ lại chửi chủ nghe. Họ chửi chủ luôn đó quý vị. Những đức nói, ôi tôi ít học lắm, nhưng mà việc này tôi không làm đâu, không có làm đâu. Các con biết hồi đó các con, những đức làm không có dư đâu các con, cũng mượn tiền chủ xài hoài à. Khi những đức đi tu các con, những đức còn thiếu cô chủ hình như là 3 triệu. Các con biết rằng cô chủ đó là cô chủ cũ nghe, một chỗ làm nhưng mà chủ cũ già nên cho thuê lại chỗ mới. Nên những đức cầm tiền qua gặp chủ cũ, những đức nói rằng cô ơi, cô Đào ơi, con đi tu rồi cô ơi, cô giữ gìn sức khỏe nghe, con đi lên trên Đà Lạt đi tu, con còn thiếu cô 3 triệu, bây giờ con cầm tiền qua con trả cho cô, con chúc cô chú sức khỏe, thôi con xin phép cô chú con đi. Rất là rõ ràng nghe. Mình hư đâu, mình hư cái gì thì tùy, nhưng mà cái đó là mình thật sự mình có làm đó, thấy không? Rồi khi mà những đức mà đi ra khỏi chỗ làm thì người chủ mới vẫn là quý thương, bây giờ cũng lên đây lay rai hoài. Và cha mẹ cũng ở đây. Ở đây. Đó. Nên á, các con biết rằng là khi những đức đi tu á, là những đức, các con biết rằng là những đức hồi xưa cũng có duyên đặc biệt là đi ra đường á, thì thí dụ như đi uống sữa đậu nành, có nhiều bữa đi tập thể dục thì cũng không có trả tiền. Cứ ghi sổ đi, vài bữa trả luôn. Khi đi tu thì cũng còn thiếu đâu 30 mấy ly sữa đậu nành. Rồi ra ngoài đó gặp chào cô bán sữa đậu nành. Tôi đi tu rồi thôi, 30 mấy ly sữa nhiêu tiền tôi trả luôn. Không, cái nào mình nói rất là rõ ràng quý vị. Đó. Nên đó là những điều những đức nhắc các con là khi mình đã đi ra khỏi chỗ nào rồi, hãy để là một cái ăn tình để lại.
Cái đó quan trọng. Thật sự mà nói thì những đức sống ở đây 10 năm nay thì chắc chắn rằng là chòm sớm này người ta cũng đều biết hết chứ. Và quý Phật tử khắp nơi cũng đến cũng biết, và chùa mình người rất đông người cũng biết. Thì chúng ta sống như thế nào thì quý vị phải nhìn người ta đến với mình như vậy thì biết rồi. Thí dụ như gia đình của mình, mình làm chủ nhà, mình hoan hỷ vui vẻ khi người ta đến thì người ta sẽ đến với quý vị. Còn nếu như người ta đến nhà quý vị mà quý vị không có hỏi han người ta, quý vị buồn hiu khi mà người ta vừa đến nhà, quý vị làm gì nè, đến chi ạ, nhà hết gạo, người ta có đến không? Đến một lần người ta sẽ không đến nữa đâu. Nên các con á, những đứa tập các con là cái gì? Khi ai đến nhà mình niềm nở đi, người ta sẽ khen các con. Sau này lớn lên đi có chồng, gia đình bên chồng đến niềm nở đi, đừng có sợ người ta ăn của mình, niềm nở đi, người ta giúp đỡ các con nhiều hơn. Còn buôn bán niềm nở đi, gặp người ta chào hỏi đi, người ta không mua mình cũng chào nữa. Đi ngang người ta không có mua đồ, mình nói chào chị hai, chào buổi sáng vui vẻ, đi mua đồ hả chị, có mua gì phụ em không? Không mua hả, bữa khác mua nghe. Cho gửi là thăm gia đình nghe chị. Một câu đó có tốn tiền không các con? Nhưng mà các con thấy thương không? Vậy thì các con tập đi. Dù các con có học vị mà nếu các con không có cái cách giao tiếp là các con thất bại đó. Mà cái giao tiếp nó không có tốn tiền đâu các con ơi. Thấy không? Cái giao tiếp nó phải bằng cả tấm lòng kìa. Chứ không phải là gặp giàu giao tiếp mà gặp nghèo không giao tiếp nghe. Vậy chúng ta chưa có biết cái người nghèo này mai mốt nó trúng số bất tử mà nó giàu đâu. Họ giàu bất tử mình không biết các con. Có một cô này cô đi đến chùa mình, nó thật sự cô nói con rất là nghèo luôn đó thầy. Từ khi con đi đến chùa tới giờ con chỉ đi tu thôi chứ con đủ tiền xe thôi, con chưa bao giờ con cúng Tam Bảo một lần nào đâu thầy ơi. Nhà đứng nó cô bình thường, cô cứ tu đi, cứ niệm Phật đi, cứ niệm Phật đi. Cô đến chùa mình cô tu tập đâu 3 năm chờ đó quý vị. Cái đến đây còn tu suốt à. Mới đây này cô gặp như thế cô nói thầy ơi, cái miếng đất mà ba con cho con á là nó ngay cái chỗ này á là nó sầm phức lắm thầy. Mà tự nhiên bây giờ người ta đây làm đường ngay chỗ đó, mà nó tránh cái mảnh đất của nhà con ra là nó trở thành là giống như cái mặt tiền ngay đường luôn. Rồi bây giờ mảnh đất của con á bây giờ bán được nhiều tiền lắm thầy. Thấy không? Thấy rõ ràng không? Nên ý nhận đức muốn nói là các con đừng dội khinh người nghèo. Vì chúng ta chưa biết được người nghèo này chừng nào giàu. Chúng ta cũng đừng dội nên người giàu. Vì chúng ta cũng chưa biết người giàu này chừng nào nó nghèo. Chưa chắc đâu các con ơi. Có khi mình thấy cái người này nó giàu vậy mà ai biết đâu, họ đã nghèo rồi đó. Mình chạy theo, mình bo theo mà không ngờ nó nghèo rồi. Còn mình chưa biết được cái người này tuy nhìn nó nghèo nhưng mà ở trong bụng của họ nó đặc biệt, nó sắp sửa giàu. Nên đến với con người hãy đến bằng cả tấm lòng đi là tốt nhất. Đúng không? Nếu như mình đến với người mà còn nghĩ cái giàu cái nghèo là mình đi so đo, mình đi nhìn mặt à. Còn bây giờ mình đến với con người, đã là con người thì càng có tình thương. Mình cũng muốn người ta thương mình thì thôi mình đem tình thương cho người ta đi. Cái này là cái quan trọng, chắc chắn luôn. Nên những điều những đức dạy các con gì là nó quá xác thực rồi. Nhưng nhớ nghe, đừng có nói các cháu học nghe. Người lớn tự mình xem lại đó. Những điều chia sẻ này người lớn hay tự xem lại đó quý vị ơi. Quý vị biết rằng là Phật Pháp á, giáo học nó cũng như là một tấm gương nha quý vị ơi. Đưa lên cho chúng ta nhìn vào để soi mình đó. Lớn nhỏ gì cũng tự soi lại mình đi. Và bản thân những đức cũng phải tự soi lại chính mình. Thấy không? Thí dụ như bây giờ gia đình của anh ca sĩ Ngọc Thái đi, Dương Ngọc Thái đi, đem bánh mì lại lần này rất ngon. Nhưng mà mai mốt gia đình của anh lại làm dở lại thì thất bại rồi đó. Phải làm sao giữ cái tiêu chuẩn của cái ban đầu, đây gọi là thương hiệu.
Nhớ đó. Quý vị biết rằng cái thương hiệu của chùa chúng ta càng lâu thì càng có nhiều người biết đến. Là vì sao? Vì cái tình thương của ban đầu nó không có đánh mất về sau. Quý vị đi đến đây thường xuyên mỗi tuần thứ bảy chủ nhật, quý vị có thấy tuần nào mà những đức đối xử với quý vị tệ bạc không? Những đức có bao giờ mà gầy la quý vị không? Những đức có bao giờ mà xin xỏ tiền bạc quý vị không? Những đức có bao giờ làm bị buồn chưa? Vậy mà không biết thương nữa thôi. Không? Đó. Nên từ nơi đó mà cái kinh doanh là cái thương hiệu ban đầu là phải cố gắng duy trì. Vì đa phần ai cũng là cái mặt hàng đầu tiên cũng đều chuộng cho thật là đặc biệt. Quý vị nhớ nè, thí dụ như một người mà đưa lên một thương hiệu chuẩn nhất, đó là họ sẽ có một thương hiệu là không bao giờ hạ thấp đồng tiền để thu lợi nhuận tùy duyên, mà họ sẽ lấy cái chất lượng duy trì thì họ sẽ được lòng tin đối với khách hàng rất cao. Thấy chưa? Còn có những loại kinh doanh mà người ta sẽ có ra mấy giai cấp của kinh doanh. Đó là giai cấp đầu là mặt hàng đỉnh cao tùy theo giá tiền. Giai cấp thứ hai là mặt hàng này phù hợp vào giá tiền. Và giai cấp thứ ba là mặt hàng này phù hợp với túi tiền của người như thế nào. Thì cũng rất là được, vì trong cuộc sống bây giờ có nhiều người làm ăn cũng hơi khó khăn. Nên chúng ta khi buôn bán thì chúng ta cũng phải theo cái vị trí đó mà để buôn bán. Như vậy thì quý vị kinh doanh nó sẽ phù hợp vào mỗi một túi tiền của người khác. Hiểu không? Thì biết vì sao là mặt hàng của Trung Quốc mà được nhiều người ưa chuộng không? Vì họ học nhái rất nhanh. Mà túi tiền của nước nào họ cũng phù hợp vô được. Thí dụ họ đưa qua nước Mỹ thì họ sẽ làm chất lượng cao như thế nào? Vì túi tiền của nước Mỹ. Họ đưa vào cái nước nào về kinh tế thấp thì họ sẽ đi vào kinh tế thấp. Nên thị trường của họ đi rộng khắp nơi toàn cầu. Nên cái nền kinh tế của họ rất là phát triển. Rất là phát triển. Nên quý vị buôn bán cũng nên học theo. Mà hãy thật lòng. Nói chị ơi chị, ổ bánh mì này nghe chị là loại 3 nghe chị. À nó sẽ như vậy nghe chị. Đây là bánh mì loại nhì nghe chị. Nó sẽ đặc biệt hơn sao nghe chị. Đây là bánh mì loại nhất nghe chị. Nó có một loại nước sốt rất ngon để chế vào bánh mì. Nên chị ăn rất đặc biệt. Chị hãy thử đi. Mình nói rất rõ ràng thì người ta không trách mình. Vì mình đưa ra ba vị trí mà quý vị. Mà phải chân thật, phải nhiệt tình. Cái lời của mình duy trì. Mà bán càng về sau càng đông khách. Chúng ta sẽ trở thành một người kinh doanh rất đạt tiêu chuẩn. Rất đạt tiêu chuẩn. Thêm một cái nữa là dạy nhân viên. Nhân viên phải niềm nở vui vẻ. Người ta mua một bánh mì đừng bao giờ xem thường người ta. Vì mình bán lần bọc bọc. Bây giờ lại mua có bánh mì thôi, đợi đi, từ từ. Đừng có vậy nghe. Chúng ta không biết được người này ăn một bánh mì về sau sẽ kêu 1000 bánh mì đâu. Vì người này ăn một bánh mì là ăn thử một ổ bánh mì. Nếu ngon tôi sẽ mua cho người làm của tôi 1000 ổ bánh mì. Chúng ta đừng vội vàng xem thường một người mua một ổ bánh mì. Có một câu chuyện mà câu chuyện này hình như là có đăng báo á. Là cái tiệm ô tô này bán xe mà toàn là xe xịn không. Xe là phải là dân đại gia mới vô mua nổi. Vậy đó quý vị. Mà cái người này giàu lắm mà bản đồ rất là cũ kỹ quý vị ơi. Cầm cái vỏ niệm mà trong đó toàn là xịn không đó nghe. Bước vào thì cái nhân viên quý vị nói ông lão coi sơn xe quý vị. Nói, chày một cái là tiền đâu mà đền ông ngu. Chày một cái tiền đâu mà đền đây. Quý vị biết rằng là ông nói rằng kêu cái người quản lý ở chỗ này ra đây gặp tôi.
Tôi muốn gặp quản lý chính ở đây nè, hoặc là chủ. Xong ông nói một câu vậy nè: sự thật là tôi đến đây không phải mua một chiếc xe, mà là mua hai chiếc xe. Nhưng mà do người nhân viên này thiếu sự tôn trọng, về sau nên dạy lại nhân viên đi. Tôi qua tiệm bên kia mua hai chiếc, ông qua bên kia mua hai chiếc xe. Nhân viên bị đuổi luôn. Kinh chưa? Quý vị ơi, quý vị, đừng giỏi khinh người nghe quý vị. Và những đứa cũng dạy các con là các con đừng giỏi khinh bạn nghèo đi học chung, mà các con nên có một cái góc độ cực kỳ sâu sắc. Đứa bạn này nó nghèo, nó xấu, nhưng đứa bạn này có một tầm nhìn xa và có một cái học tập rất giỏi. Và khi nói chuyện với bạn này, mình nhìn thấy bạn này có một tố chất đặc biệt vô cùng. Các con đừng giỏi khinh bạn nghèo này. Nếu như người bạn nghèo này về sau mà thiếu đạo đức một chút là các con có chuyện với nó đó. Vì ai biết được nó sau này sẽ là con người gì. Nên chúng ta không nên khinh người khác. Đừng nên khinh người khác. Khinh người khác là một lỗi lầm rất lớn, và sẽ chuốc một cái quả tai rất lớn đến với mình. Nên các con còn nhỏ, nhớ kỹ điều những đức nhắc nhở chỗ này nghe. Giàu không được khinh các bạn nghèo đó. Tôi mua được đôi dép xịn, không được khinh bạn mang đôi dép Lào, nghe chưa? Nó nên từ nó đó. Mình phải có tố chất để chọn bạn. Về sao biết đâu đây là những người bạn, là những người bạn mầm móng về tương lai sự nghiệp của chính mình. À, nhà các con có công ty, nhà các con có điều kiện, các con phải cần người làm. Vậy thì các bạn này là toàn là những bạn tố chất giỏi gây dựng từ bây giờ. Về sau khi công ty cha mẹ giao cho các con rủ các bạn này về để cùng kết hợp với các con. Những người bên cạnh các con đa bằng người giỏi thì sự nghiệp các con mới thành công. Nếu mà ai có được tố chất này thì thôi quá tuyệt vời. Đặc biệt. Bây giờ các cháu nào mà sinh nhật thì lên đây nha. Sinh nhật lên đây nghe. Bây giờ chúng ta cùng niệm Phật chút xíu để mấy cô bỏ đá vô nước nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Bữa nay con heo to lắm nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con heo này tôi nuôi to rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Mẹ cầm giùm. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô
A Di Đà Phật. Chùa mình mỗi tuần thì có sinh nhật, mà sinh nhật này rất ý nghĩa nghe. Được niệm Phật nè, được nghe giảng pháp nè, và đem công đức niệm Phật này hồi hướng cho cha mẹ của mình nghe. Việc này là sinh nhật ý nghĩa dữ lắm. Sinh nhật là không phải đòi quà, mà là sinh nhật để tưởng nhớ đến cha mẹ của mình. Vậy là đúng nha. Giờ chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, về chỗ ngồi A Di Đà Phật.